Rồi mọi người ơi, nó có sách mách có chứng. Sát bên nhà mình luôn. Nó có sách mách có chứng để cho mọi người nói hả, thằng này xạo. Tại vì bữa giờ là mình không muốn chia sẻ để làm gì, nhưng mà thôi, nay mình cũng chia sẻ mọi người luôn. Mọi người thấy không? Tất cả các nhà đều đóng cửa hết. Mình chỉ dám đứng đây thôi, tại vì đây là ngay khu vực nhà mình, chỉ đứng đây phong tỏa. Và mình đã test được 3 lần rồi mọi người nha. Gia đình cả xóm này đã test 3 lần và đều cho kết quả âm tính hết. Cái điều đó là cái điều rất sức hết sức là mừng đó. Rồi ai từ thiện nè, cứu hẻm em với. Đó. Mọi người thấy là 17 ngày nay là bó tay bó chân, bó giò bó cẳng, không làm gì được hết nè. Đó, dựng đây cho nói chuyện mọi người nè. Được không? Bên đây cách ly y tế. Đây nhà mình 10 mấy ngày nay là không có làm việc luôn. Bích cẩm bích rào hết. Thì các bạn biết là gia đình bên cô hàng xóm này là do cổ bị dính từ cái công ty. Đó, cổ bị F1 nên là phải đưa đi cách ly, và cả gia đình cũng đi cách ly luôn. Mà cũng rất là vui là mọi người hiện tại trong khu cách ly, nhưng mà mình cũng vẫn theo dõi hỏi thăm tình hình sức khỏe, thì rất là mừng là mọi người cũng đều ổn định sức khỏe hết, không có cái gì gọi là nó quá là căng thẳng đó. Nên là không có đi đâu được hết. Bây giờ mình kẹt rất là nhiều cái công việc, mình phải ra ngoài, việc ngân hàng, việc này việc nọ, mà bây giờ không có đi đâu được hết luôn. Thì bây giờ bó tay bó giò luôn. Mình từ bữa là mình phải kẹt đi một đi công chứng một cái công chuyện của căn nhà, mà vừa chuẩn bị là ngân hàng xong xuôi hết, là bây giờ là mọi thứ là dừng lại hết. 17 18 ngày nay rồi. Để cho mọi người hiểu thêm là tại sao mình phải ở nhà liên tục như vậy, mà phải ra video nói có sách mới có chứng. Nhà luôn 10 mấy ngày nay là không có gì hết trơn, nằm im tại chỗ thôi, không có người nào hết trơn. Nói chung là kết quả lần 3 thì 3 ngày nay họ cũng vẫn chưa có ấy, nhưng mà khi mà có kết quả thì họ sẽ mở cổng thôi. Nhưng mà có mở cổng đi chăng nữa cũng phải ở nhà, thì tình hình rất là nguy hiểm. Nó ăn hồi xưa bữa giờ ăn đồ tiếp tế không, ngoài kia có cái bàn để đó là ăn đồ tiếp tế không, nhà mua cái này mua cái kia gì là đều tiếp tế hết á. Hello, xin chào mọi người ơi. Chào cả nhà. Rồi trưa hôm nay ăn bữa cơm với lại thịt gà kho sả ớt của mẹ nè, gồm có canh bí, canh bầu nè, đậu que xào và rau. Đó. Rồi ở đây là có thêm thịt nguội nữa. Xin mời mọi người cùng bà bạn với gia đình mình nha. Trong những ngày phong tỏa nha mọi người nha. Đó nãy ăn ra. Con ra con quay cho mọi người cho con vòng coi cổng mình đóng cửa như sao, không khí im lặng vắng lặng như thế nào. Đó để mọi người hiểu, mọi người biết được là 17 ngày nay mình phải sống như thế nào. Hôm đó này không dám nói cả nhà, nói sợ cái nhà hoang mang gia đình mình nên không dám nhưng nói. Hôm nay là bắt đầu có kết quả test thứ 3 rồi, cái lần thứ 3 test rồi, 3 ngày nay im lặng là ok rồi đó, mừng rồi đó. Rồi về bữa rồi, nó mở cửa thôi.
mở cửa cho mình đi ra đi vô đi chợ thôi á nhà ơi. Rồi dạ. Mời mọi người cùng vào bàn nha. Giờ gà hôm nay á con gà cũng lớn lắm nên mình lấy nửa con thôi, mình xào xả ớt, còn cái đầu á thì mình hầm nước ngọt nấu canh bí rồi đậu que xào rau sống à, mắm mắm nêm. Rồi xin mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình mình xin nha. Mời, xin mời mời mẹ mời ơi. Ngon quá. Mắm được ngon hả? Dạ. Ừ, mắm à? Dạ, cái gì thiếu? Mắm nêm, mắm cái, các loại mắm nữa, không rút, không bao giờ thiếu. Ba là trữ lúc nào trong trong nhà ba thích mắm nêm á nè, mắm mắm trung á. Nhiều lắm. Mỗi lần. Hình như mình cũng sắp được tiếp tế mắm nữa. Có cải mầm ngon ở nhà. Có cải mầm của chị hàng xóm cho mình đây. Chia sẻ. Chia sẻ qua lại. Cái mầm này bảo nấu mì quảng hả? Mì quảng ngon bảo. Có gì nữa. Chia qua chia lại. Mắm ngon vậy. Ăn miếng rau một chút. Chấm miếng mắm đậm đà vậy. Cái phường 13 mình phong tỏa 14 điểm. Cái gớm nên là mọi người phải cẩn thận hết sức mọi người. Có những cái mà mình mua không được, rồi có những cái thì mượn tùng cháu mình đó cả nhà, nó ở ngoài nó không chạy đi mua được giùm mình, mà điều đó nó thanh niên nó không có biết đường mua nhiều. Nhiều anh chị hỏi nhà cửa sao rồi đó, hả cũng quay cho mọi người coi đó, nó làm đi tại chỗ. Mà có mở cửa trở lại đi nữa mọi người, mình cũng phải đề nghị với anh thầu á, sẽ có thể nói anh em thợ, tại vì anh em thợ á đang làm nhà cho anh thầu nên là khi mà có công trình mình thì tạm ngưng bên đó để qua bên đây làm, còn bây giờ bên mình tạm ngưng thì qua ngược lại mới làm bên anh thầu. Nhưng mà có cái mở cửa xong á thì anh em sẽ làm được, tại vì chỉ thị 16 là vẫn cho cái những cái công trình xây dựng được được làm. Nhưng mà anh mình cũng yêu cầu anh em là phải test Covid một lần nữa để vào đây. Rồi vào đây là ở yên tại chỗ luôn, không đi tới luôn được. Trong nói vậy nó mới an toàn, mới kỹ được. Mấy anh thợ á, đợt vừa rồi làm á, là mình bảo nó có cho một cái phòng trọ cả nhà, để mấy anh em sáng lên đi làm thì tối đi về với phòng trọ bên nhà bảo ngủ. Nhưng mà đợt này á, là mình muốn để cho hàng xóm của mình để được yên tâm. Yên tâm luôn chứ. Thì mình đề nghị cái đứa cháu của mình, đứa thầu xây dựng nhà cũng bảo là cháu của mình cả nhà. Nên là yêu cầu cháu là cho mấy anh em thợ ở trong cái công trình luôn. Ăn ngủ tại chỗ, làm việc ăn ngủ tại chỗ. Cái công trình á bữa nay là ở tại chỗ được rồi cả nhà ơi. Có chỗ ở, có chỗ ngủ à. Thoải mái rồi chứ. Lên tới tầng đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ còn đóng một ô cầu thang của cái tầng 2 lên tới sân thượng nữa. Nó sẽ ok ấy rồi, bắt đầu chuẩn bị tới là gạch. Dán gạch, dán đồ, rô xong dán gạch. Nếu đúng ra mà không có bị cái hẻm mình nó cách ly á, không tỏ á, là cái phần thô của mình là bây giờ là tương đối là 90% là hoàn thiện. 90%. Theo tiến độ là ba xong rồi. Ba tuần này, ba tuần là phần hồ, phần tô thiết là xong rồi đó. Rồi chỉ còn bây giờ bắt đầu vô, bắt đầu test B rồi
gì đó, dán gạch lót gạch, rồi điện nước. Bữa lúc mà chưa có dịch xảy ra là con anh Bảo rồi anh Hòa đó là bàn tới thiết kế phòng dưới phòng trên rồi hết xong hết rồi cái gì, bây giờ là đứng hết. Nếu em tại chỗ 16 ngày. Chứ không. Tới nay là 17 ngày rồi đó. Nè. Làm vừa ăn à. Nhà nào ở yên nhà đó, đóng cửa vậy đó. Tối ngày vậy. Giờ mà cái nhà mở cửa biểu hai nhỏ ra ngoài nó không giống ra cái nhà ấy. Thằng ba ly nó nhỏ thì mấy người mà mấy cô chú y tế là không có test. Còn Minh Sình phải test. Cho nên tụi nó biết là nó chỉ nghe nói người lớn nó Covid như thế nào á. Sợ lắm, biểu ra tăng nó không ra đâu cả nhà. Hai lần đầu lấy cái miệng ảnh. Anh Hồng hào, anh hào hùng lắm, khoái lắm. Anh nói là Superman đó anh Hồng. Chưa anh Hùng. Lần thứ ba là lấy phải lấy lấy thật sự là cho nó chắc cái này là phải lấy cái kiểu như không phải test nhanh nữa mà MIR gì đó đại khái. Nó test bằng mũi. Hai lần đầu á là kêu em bé hả miệng ra lấy cái cây á quẹt quẹt trong mấy cái răng mấy cái nú trên răng đồ thôi. Nhẹ nhàng. Test bằng mũi mà như bình thường á những cái ngày đầu á là chơi cái tăm bông mà tăm bông thường. Là chọt một bên hai bên còn cuối cùng này là lấy một cái cây dài vậy, của chuyên dụng luôn á, sâu hơn bảo sâu hơn lâu hơn đau hơn mẹ đau hơn lần sau chót hết á cả nhà, xe vô sâu hơn với lại là lâu hơn mấy hai lần đầu á thì ở hoài một chút rồi á hả xe hai ba cái thôi. Nhưng lần sau cùng là nhiều lắm, lâu lắm. Lần sau? Lần sau cùng là xe mẹ hai lần luôn á, chứ hai bên luôn á. Như vậy á. Xe em xin á. Trời ơi, ông khóc, ông đau, ông la quá. Trời la luôn, anh hết sợ giờ, anh sợ rồi. Hết mà người ta bị vô tao. Thì mở cửa tao test, anh khoái, anh chạy. Chạy về thấy bác sĩ mừng hơn gì. Nghe test Covid là cũng lo lấy khẩu trang rồi. Anh chạy, anh mừng ghê luôn. Giờ nghe nói sợ là không dám nữa. Chị có ba là mất cười nhất. Tối hôm trước cả khu phố đi test mày nhớ không? Ba mở ba test tối mới có 8 giờ ba test rồi. Sáng ngày hôm sau cả xóm đi test nữa. Cách nhau có ngày ba test hai lần. Thật sự cái này thì không ai mong muốn hết. Không muốn được. Không ai mong muốn hết, không ai biết. Nhưng mà không được chế được. Rồi bây giờ xong, bây giờ mình ở trong nhà đúng ra thật sự mọi người ở trong những khu cách ly mà nếu như những hẻm mình đi mà ba lần âm tính đó, mà coi như là tính ra là an toàn nhất luôn. Chứ còn ở ngoài bây giờ không biết đường nào mà mọi người này người kia người nọ không biết đường nào lần luôn. Mấy bữa hả? Nguy hiểm lắm. Mấy anh nhân phòng á, bắt cái ghế dằn dây bắt cái ghế ngồi ngoài cửa. Rồi còn đóng thêm cái cổng của nhà mình lại nữa, trời nó ra cái buồn. Đứng ở trong đây nhìn ra nó buồn hiu rồi cả nhà ơi. Từ ngày dịch bắt đầu nhận cứ ngày làm một ly đá chanh cả nhà. Rảnh như nào cả nhà uống. Đá chanh sát xúc miệng bằng nước muối. Nữa. Nấu xong không có bị gì cả nhà, nhưng mà chị mình với em gái ở trên Bình Dương á, Đồng Nai gửi lá xả, lá bưởi, rồi lá chanh nữa nè, nhiều loại lá đó gửi xuống cho nhà mình nấu xong. Kệ mình cứ đề phòng vậy đi, mình sợ quá nên đề phòng. Và cái này không bệnh không gì mình uống không tốt, bổ sung vitamin C. Ăn ké nói nó tối nó làm nó hối mình dữ lắm, nhưng ăn nhát cơm mà mà ở không buồn quá. Không có tinh thần để đủ thứ chuyện đầu, mệt lắm mọi người, mình không giải quyết được á. Nào là ngân hàng quá. Nào là hàng quá,
Mọi người biết là chuẩn bị là đi công chứng, mình có thực hiện một cái giao dịch công chứng. Mà cho tới bây giờ là 17 ngày nay là bó tay luôn. Chưa biết sao đây. Rồi tiếp tục ra là giãn cách xã hội tiếp. Mình có mở cổng thì cũng không có lý do gì đính đáng, cũng không có đi ra ngoài, cũng không có được ấy. Mình phải tiếp tục giờ. Công chứng giấy tờ á, mà văn phòng công chứng thì cũng đã bị cách ly đóng hết. Mà cái chú là làm việc với tụi con á, gia đình chú cũng đang phong tỏa, không đi được. Nếu mà mở ra rồi hai chồng lọ dọ đi ra ngoài ký giấy á, cũng không có lý do chính đáng ra được. Không làm ăn gì được hết trơn á. Khổ thì. Giờ chỉ mong là cô chú anh chị ở nhà giữ gìn sức khỏe, giữ gìn được cái tinh thần thôi. Bình an là tốt. Gia đình ai bình an là mình nghe mình. Thôi, vậy đi. Video ngày hôm nay đơn giản là lên chia sẻ cho mọi người ăn bữa cơm trưa, chia sẻ mọi người là cái cảnh đó, sớm mình cách ly như thế nào để mọi người hiểu thêm, và cũng cùng chia sẻ với tất cả các bạn, các anh chị, cô chú ở trong kênh là những người đang bị cách ly phong tỏa như gia đình mình, cũng cùng vô cùng chia sẻ và mình cùng nhau hiểu cái cảnh này, cùng nhau vượt qua. Mà cũng mà khi mà có mở phong tỏa thì mọi người cũng nên ở nhà đi, hạn chế ra đường có đến mức có thể nha mọi người nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ video của gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.